Đây thì chúng ta sẽ quay trở lại một tí với con DT-99, một trong những cái dòng bom bot được mệnh danh là tứ đại thiên vương, bom bot mảng xà của Panasonic ha. Đối với tất cả những ai mà yêu thích chơi CD này, cassette thì không nên bỏ lỡ bất kỳ một cái con nào trong cái bộ tứ thiên vương này của Panasonic, tại vì âm thanh nó rất là tuyệt vời. Đây chúng ta sẽ có hai cái phần loa. Em làm rất nhiều clip về cái con này rồi, thì anh em có thể tham khảo thêm ở những cái trên YouTube của em. Và đặc biệt là cái con này về ngoại hình là gần như là đẹp xuất sắc. Đấy. Cho anh em xem ha. Ở phía mặt trên thì chúng ta sẽ không thấy một cái vết chày nào cả. Đấy. Rất là đẹp luôn. Về phần loa thì ngay chỗ này nó hơi bạc một tí, thì cái này nó không quan trọng ha. Chúng ta chỉ cần dùng miếng sơn đen chấm lại một tí thôi là ok. Ngoài ra thì chiếc máy này gần như là đẹp hoàn hảo á, rất là đẹp luôn. Đấy. Khác với DT77 thì em này là DT99, thì chúng ta sẽ có một cái đèn Equalizer và cái khung đèn nó sẽ là màu xanh. Và cái phần này là phần cơ điển ha, không cần phải dùng tay nữa, rất là đẹp. Chúng ta có thể chơi được hai hoặc ba cái set đây. Và có thể chơi được cái phần CD. Rồi, ok. Thì bây giờ một lần nữa thì em sẽ test cái phần âm thanh cho anh em nghe. Rất hay nha, cực kỳ hay luôn. Giờ em sẽ test cái hộp băng trước đi ha. Đây. Đây là hộp 2. Cassette thì chúng ta có thể chơi được hai chiều ha. Rồi, stop đây. Test hộp 1 luôn. Volume nè. Học đảo chiều. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Chúng ta có thể điều chỉnh cái phần equalizer ngay chỗ này ha. Đây có rất là nhiều cái chế độ. Đây là phần bass nè. Đấy, return ha, short ha, vocal, hi-hat, lead. Đây là những cái chế độ thanh. Hit bass thì chúng ta có thể tăng thêm đây. Tăng cái phần bass ngay chỗ này nè. Chúng ta dừng lại hai cái phần học băng cassette và chúng ta sẽ test cái phần CD nhé. Đi thì em sẽ dặn lớn một tí. Rồi, mời anh em nghe nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.